bằng lên giờ thằng nó sớm rồi chứ mình biết. Mày nói lên, nói đang nấu nè, nướng nè, đang chiên cá nè, đang chiên thịt nè, mày nói lên chứ. Chứ con nói đâu người ta biết. Đâu phải thấy chi chiên vậy là ủa thằng này chiên đại lên chứ đâu có nấu cái gì đâu. Đúng không? Chiên mày nói lên. Hey Dennis, hey Jennifer, and Kevin. Think I'm so lucky now. Nói lên cho. Chiên cái gì phải nói lên. Yes, right. Chiên mà nó nói làm sao mà không biết chiên cái gì. And rice and soy sauce. This is not actual soy sauce. This is not actual soy sauce. So it's just sauce. And the sauce. That's what it means. Chiên mở cái video lên mà không gì nói. I don't know if you do this. I don't know what to do. I don't know what to do. This actually hurts. That's still a time. That's the most cooking. Hey, it's been rice and sausage. Then, it's good to rice and meat. Now, I'm cooking meat again. The rice. And, oh no, the second time was hash browns. But they're done. Oh. So, here. I wonder what this is. It's not just rice, it's rice, sauce, sauce. Sauce, okay? Sauce. So, I, okay, so. This juicy meat. Juicy meat, though. This is what comes with good meat. Never mind. Ah. Ah, my head. Mày hửi thử thơm không? Nói lên con chiên cái gì nói để đó. Nói ơi. Con nói sao? Chiên cái này ngon, có sốt xịt với cái gì nữa? Hết phai. Không dạ. Không làm xịt. Sao không đẩy hút đốc vô? Sao? Không đẩy hút đốc vô nó tiếp. Ok. Cứ
Không có. No. Không có. Là chị của nó. Bạn con. Bạn con gái. Đây cái mày. Đây đây. Bỏ xuống cái mày lại cho. I'm gonna take some hot dogs. Oh, wait, I think I have open hot dogs. Yes, yes. No, maybe. Okay, yeah. This is it. Make some scissors. Yes. You want? Chú. Chạy vô lấy. Okay. Chạy vô đi. Okay. Yes, we want. What are you doing? Hmm? What are you doing? I'm cooking. Okay. Say hi to my friends. Say hi. Are you say hi. Just say hi. Okay. Wow, that's just rude. That was my brother. Con ăn có hết không? Con ăn. Ăn có hết không? Yes, some sheep. Okay. Vì nóng thịt đó, coi như rồi ăn trước thịt hết ha. Okay, để đây chú Mỹ làm cho. Lấy chưa? Bỏ mấy cái. How many? One. Không, chú sẽ không chưa không nóng rồi. Không đó. Nó muốn. Con muốn để cái là chắc là ba. One, two, three. Yeah, that's right. Mày nói lên nha. Okay. Yeah. Mày không nói tao đuổi mày ra khỏi bếp đó. Okay. Mày nói lên. Làm cái gì khoan từ từ chờ chú. Để cái này cho nó khô ra. Cô đó. Dạ. Anh có gì vậy? So. Hello. Chú chút. Chú chút. Đừng cái nóng dội. Okay. Good. So when you cut hot dogs, you don't want to cut them. You have to cut on the heat like this. Look. So, I'm not chicken, some hot dogs or sausages. So, I'm gonna stir it up. Mommy, like, this is nothing in here. It's just like hot dogs, like sausages. But, so you just wanna stir it up for like one burn. You like, this dog tastes good. I'm gonna like tear up the meat where you can see if it's good or not. And rate it to 1 through 10, see if it's good or not. So, yeah, I'm putting this on YouTube also, surprisingly. I don't know how many subscribers I'm gonna have, so. Also, when you cook, be careful, because you could burn your hand. If it could be sauce, just put on me and do hot dogs. Or we'll burn it. Nấu còn ngày mai nữa.
Chín xong để ra ngoài cho nó nguội nguội xong bỏ mày quay à bỏ vô trong cái nồi cơm của anh hồi xưa mà anh nấu nhớ là để nhà cái nồi cơm mà trắng trắng của Nhật á, cái đó là đồ anh để lâu nhất. Ê ê ê ê ê, con thấy cái gì không? Ô nữa bỏ xuống, chứ Mỹ đang nấu cơm rồi con đem bỏ không biết. Không biết thì con phải nhìn, đừng có thấy ghệ quá rồi con không nhìn ghệ không. Ai cho xem tiền? Ok xem tiền, ok bây giờ xem tiền nè. Con quảng cáo lên, con đem cái này vô con cắt, con nói cho con ghệ nó biết. Nói lên, bây giờ đem cái này bỏ vô tủ lạnh. Trời ơi, nó ăn xong rồi giục ngoài chứ không có đem vô bộ tủ lạnh hả? Hai. Chú. Chào. Chào. Ai vậy? Bạn con. Ai vậy hả? Say hi, hi. Chú Mỹ. Hello. Hi, how are you? I mean, I can hear him for some. You have to leave. Say yes or no. You're good or not. So let me check for me first for you. Let me split this up. Rồi con mở cái hình lên để cho bạn con thấy cho thèm nhé. Make it. Lấy nước cho anh uống chưa? Chưa. Hả? Chưa. Rồi á. Ok, hold up. Technical cheese. Cái thịt này gọi là gì con? Hả? Cái này gọi là gì? Không biết. Thịt bò hả? Bíp, bíp, bíp. Meat. No, bíp. Bíp. Cái này, cái này là gì? Bò. Sausage không? Hả, sausage. Mỹ làm cái con chạy ta lấy. Mai mốt không có được chạy cái gì mà ta lại lấy. Ta chạy nè, coi bạn ăn nè. Beef nè, sausage nè. Rồi. With butter, thấy chưa? Ờ. Cái bịch chi lên. Ok, hồi tắm xong gọi cho ba, nghe chưa? Vui chưa? Nó ba nghe coi. Hả? No, I'm gonna be this. Ừ, tắm đi, mua gọi cho ba liền, nghe chưa? Nó, con nói với mẹ thích mua cái gì cứ mua đi, nghe không? Ok, ba. Cười đẹp trai cho ba thấy coi. So, this sausage is okay, it'll burn, it's okay. Cái nào hơn mua cái mới, hả? Hope you enjoy. Ok, mua cái mới thì học giỏi, hả? Ok. Hôm qua lần nữa coi. Since this is gonna be on YouTube, leave a like if you like the food, and rate this 1 through 10 in the comments. And if this is not on YouTube, well, just rate me 1 through 10 in the text message.